Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo điểm báo 6 giờ hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2023. Mở đầu chương trình là những thông tin trong nước. Chính phủ quyết định cấp thị thực điện tử e-visa cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ nhập cảnh Việt Nam từ ngày 15 tháng 8. Theo đó, có 13 sân bay cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng e-visa gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Đà Nẵng, Cát Bi, Cần Thơ, Phú Quốc, Phú Bài, Vân Đồn, Thọ Xuân, Đồng Hới, Phù Cát, Liên Khương. Ngoài ra có 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển áp dụng e-visa. Chính phủ giao Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp cần thiết bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai nghị quyết. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8, biển số ô tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Biển số định danh là biển số xe được cấp và được quản lý theo mã định danh của chủ xe chứ không phải dùng mã định danh cá nhân làm biển số. Biển số định danh phải đảm bảo là biển số có ký hiệu số series, kích thước biển số và số màu biển số, theo quy định của thông tư về đăng ký xe. Khi người dân muốn bán, cho tặng, thừa kế, trao đổi, xe có biển số theo mã định danh, chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi. Ngày 15 tháng 8 năm 2023, liên quan đến vụ việc một cháu bé ở phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội bị bắt cóc, Công an quận Long Biên đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, để điều tra hành vi bắt cóc cháu bé. Lực lượng công an cũng đã giải cứu thành công cháu bé, đưa về gia đình an toàn. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin quận Long Biên, Hà Nội xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Ngay trong đêm 14 tháng 8, Công an quận Long Biên đã họp khẩn cấp, phong tỏa hiện trường, rà soát toàn bộ khu vực khẩn trương điều tra vụ việc. Tiếp tục chương trình với một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ít nhất 58 người chết và nhiều người mất tích do mưa lũ tại Ấn Độ và dự báo số người thiệt mạng tiếp tục tăng khi nhiều người còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Tại bang Himachal Pradesh, 50 người thiệt mạng trong 24 tiếng qua, bao gồm ít nhất 9 người tử nạn do một ngôi đền Hindu bị sập tại thủ phủ Shimla của bang. Thủ hiến Sukhvinder Singh Sukhu, bang Himachal Pradesh ngày 15 tháng 8 cho biết, chính quyền địa phương đang tích cực dọn dẹp nhằm giải cứu những người đang bị mắc kẹt. Ước tính có khoảng 20 người mắc kẹt trong đống đổ nát. Mưa lớn trong nhiều ngày cuốn trôi nhiều phương tiện gây thiệt hại cho các tòa nhà và phá hủy nhiều cây cầu tại hai bang Himachal Pradesh và Uttarakhand. Hàng ngàn người bị mắc kẹt khi nhiều trục đường chính, đường dây điện và mạng lưới thông tin liên lạc đều bị gián đoạn. Trong tháng 7, mưa xối xả do gió mùa là nguyên nhân gây ra cái chết của hơn 90 người tại Ấn Độ. Thủ đô New Delhi khi đó ghi nhận mực nước sông Yamuna dâng cao kỷ lục kể từ năm 1978. Ngày 14 tháng 8, chính quyền bang Hawaii, Mỹ cho biết số người chết trong các vụ cháy rừng ở đảo Maui lên đến 99 người và con số dự báo còn tiếp tục tăng. Chắc chắn số tử vong sẽ còn tiếp tục tăng lên khi lực lượng cứu hộ và cho nghiệp vụ tiếp cận được hàng trăm ngôi nhà và phương tiện bị cháy khác. Thống đốc bang Hawaii Joe Green cho biết. Ông Green cho biết thêm, trung bình mỗi ngày các nhân viên cứu hộ tìm thấy 10 đến 20 thi thể và họ chỉ mới tìm kiếm tại một khu vực nhỏ gần bờ biển Lahaina. Số người mất tích giảm xuống còn khoảng 1.300 người. Việc khôi phục mạng di động chậm trễ cũng gây ra không ít khó khăn cho những người dân sơ tán khỏi thị trấn Lahaina. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục lục lọi trong những đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Khuyến khích những người có thân nhân mất tích cung cấp mẫu doanh nghiệp để có thể đẩy nhanh quá trình tìm kiếm. Tính riêng tại Lahaina, vài ngàn ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn, ước tính thiệt hại hơn 5 tỷ USD. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa vừa tổ chức trao trả lại 20 triệu đồng chuyển khoản nhằm cho chị Lê Thị Định, sinh năm 1984 ở thôn Bắc Đoàn Vĩ, xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa. Trước đó, Công an xã Hoàng Thịnh nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị Định về việc quá trình ứng dụng Agribank Internet Banking trên điện thoại di động, chị Định thực hiện giao dịch chuyển tiền cho người thân. Nhưng do viết nhầm số tài khoản nên chị Định đã chuyển 20 triệu đồng từ tài khoản Agribank của mình sang một tài khoản khác mà chị không quen biết chủ sở hữu. Thủ lý tin báo của công dân kèm theo thông tin số tài khoản chị Định đã chuyển tiền nhầm. Công an xã Hoàng Thịnh phối hợp ngân hàng Agribank tỉnh Thanh Hóa xác định được chủ tài khoản nhận tiền là ông NDT ở xã Phong Châu, tỉnh Thái Bình. Công an xã Hoàng Thịnh tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương và công an xã Phong Châu trực tiếp làm việc, tuyên truyền, giải thích cho ông NDT về việc ông nhận tiền chuyển nhầm của người khác qua hệ thống ngân hàng. Theo đó, ông NDT đã tự nguyện gửi lại số tiền 20 triệu đồng cho công an xã Hoàng Thịnh để đại diện chính quyền địa phương và công an xã Hoàng Thịnh giao trả cho chị Lê Thị Định.
Nhận lại 20 triệu đồng đã chuyển khoản nhầm, chị Lê Thị Định rất phấn khởi, chân thành cảm ơn công an các xã Hoàng Phong, Phong Châu, các cán bộ, chính quyền liên quan cùng ông NDT ở xã Phong Châu, tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị, tạp chí Lăng Lip La Net có bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch dọc Việt Nam bằng các loại phương tiện từ máy bay đến thuê xe máy, ô tô. Biên tập viên Gabby Loss của tạp chí du lịch Lăng Lip La Net, Mỹ, từng đến Việt Nam và nhận xét mảnh đất hình chữ F phù hợp cho chuyến du lịch đường bộ. Các phương tiện di chuyển dọc ba miền đủ để du khách dễ dàng khám phá đất nước. Hơn nữa, chi phí đi lại lẫn chi tiêu tại Việt Nam phù hợp với mọi ngân sách. Trong bản tin trợ lý ảo 6 giờ hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ đến quý vị về kinh nghiệm sử dụng các loại phương tiện trong chuyến hành trình khám phá Việt Nam dưới góc nhìn của Gabby Loss. Thuê ô tô có tài xế là phương án hợp lý với những du khách mới đến Việt Nam và chưa quen với điều kiện giao thông địa phương. Việc thuê xe có tài xế giúp chuyến đi dễ dàng hơn nhiều. Tài xế thường kim luôn vai trò hướng dẫn viên du lịch và thậm chí gợi ý thêm các điểm đến không có trong lịch trình. Ngoài ra, du khách cũng không phải lo lắng về các thủ tục giấy tờ khi thuê và lái xe. Các công ty du lịch địa phương thường cung cấp đủ loại gói thuê xe có tài xế, với lịch trình tùy chỉnh. Chi phí thường dao động từ 60 USD đến 150 USD mỗi ngày chưa tính tiền xăng. Tài xế sẽ tự túc tiền ăn, ở. Du khách có thể chi chuyến đi với những du khách khác để giảm chi phí. Xe một cầu 2WD phù hợp với vùng đồng bằng, hai cầu 4WD phù hợp với địa hình miền núi phía Bắc. Các chuyến bay nội địa sẽ giúp du khách tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển. Tuy nhiên, việc hoãn, hủy chuyến thường xuyên xảy ra. Các hãng hàng không khai thác đường bay nội địa tại Việt Nam bao gồm Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietjet Air và Vietnam Airlines. Hiện sân bay Điện Biên Phủ đóng cửa cho đến năm 2024, nên không có tuyến hàng không nội địa nào đến Tây Bắc trong thời gian này. Du khách buộc phải sử dụng phương tiện giao thông đường bộ khi đến đây. Di chuyển bằng đường thủy, du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng tàu đến các hòn đảo ngoài khơi như Phú Quốc. Các hòn đảo nằm rải rác quanh vịnh Nha Trang, Cù Lao Chàm gần Hội An và các hòn đảo, Mỏm Đá ở vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long hay Côn Đảo, Vũng Tàu, Cần Thơ. Các tuyến tải đường biển có thể bị gián đoạn trong mùa mưa bão từ tháng 5 đến tháng 10. Du khách nên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động thay đổi lịch trình nếu dự định du lịch bằng đường thủy. Đặt xe khám nhịp sống địa phương, du khách có thể thuê xe đạp để khám phá địa phương từ các khách sạn hoặc công ty du lịch. Đối với các chuyến đi đường dài, du khách nên thuê một chiếc xe đạp chất lượng cao thông qua công ty du lịch cho thuê xe đạp chuyên dụng như Vietnam Cycling hoặc Indochina Bike Tours. Khi bắt buộc phải qua những đoạn cao tốc, du khách nên chuyển sang đi xe khách hoặc tàu hỏa, chất xe đạp lên nóc xe khách hoặc trong khoang hành lý của tàu hỏa. Thưa quý vị, quần đảo yên bình như tách biệt với phần còn lại của thế giới, ngỡ như lạc vào bối cảnh của một bộ phim. Đã từng được National Geographic bình chọn một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới năm 2007, đảo Faro luôn thu hút du khách ở bất cứ mọi nơi bởi vẻ đẹp tự nhiên tuyệt diệu. Sườn núi dốc, ngọn hải đăng, triền cỏ mượt mà và không gian phẳng lặng của vùng biển nằm giữa Ireland và Na Uy khiến bạn không thể rời mắt. Nếu bạn chưa nghe nói về quần đảo Faro, thì đây sẽ là một số thông tin bổ ích. Nằm giữa Ireland và Na Uy ở Bắc Đại Tây Dương và một phần lãnh thổ của Đan Mạch, nhóm 18 ngọn núi lửa độc lập này là một trong những điểm đến đẹp nhất vùng Bắc Âu. Quần đảo có kiểu khí hậu gần biển nên khá ôn hòa nhưng lại ẩm ướt mưa nhiều, với nhiệt độ trung bình tương đối thấp khoảng 3 độ C và 13 độ C vào mùa hè. Thời tiết thay đổi nhanh nên thời điểm tham quan Faro đẹp nhất là vào khoảng giữa mùa hè, tức từ tháng 4 tới tháng 6 hàng năm. Nơi đây lúc nào cũng yên bình, không đông đúc ồn ả như những quần đảo khác và thiên nhiên vì thế cũng ít bị bàn tay con người tàn phá hơn. Kiến trúc nơi đây mang phong cách riêng biệt và thu hút lòng người bởi sự dịu dàng, đơn giản. Nét độc đáo của Faro chính là những ngôi nhà cổ kính với mái ngói trồng cỏ xanh tươi tốt. Dọc theo các con đường ngoằn ngoèo, du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng và chụp ảnh đến mỏi tai trước nhiều ngôi nhà đặc biệt này. Kiểu dáng nhà được người dân xứ Faro xây dựng cách đây hàng nghìn năm nhằm bảo vệ mọi thứ bên trong khỏi sự ấm ướt của những cơn mưa. Trải qua bao năm tháng cùng thăng trầm của lịch sử, các ngôi nhà trồng cỏ xanh trên mái ở Faro vẫn tồn tại và trở thành một trong những biểu tượng của hòn đảo. Những thắng cảnh đẹp như tranh vẽ hiếm nơi nào có được, màn sương mù lơ lửng trên các hòn đảo mỗi khi sắc trời chuyển đông. Những ngôi nhà mái cỏ huyền bí như trong truyện cổ tích là hình ảnh quá quen thuộc với du khách đến thăm đảo Ngọc Faro. Đảo Faro có số lượng cừu đông hơn người sinh sống. Vì vậy dân bản địa luôn dùng những dây đai màu bằng vải buộc vào chân cừu thay vì buộc vào cổ chúng để cho chúng có thể tránh được xe cộ trên đường. Quần đảo Faro còn thu hút giới trẻ vì nhiều lễ hội âm nhạc diễn ra suốt cả năm. Còn các du khách mê thám hiểm cũng có thể ngồi đón gió trên những vách đá dựng đứng của quần đảo,
những con đường mòn đi bộ đường dài, thác nước và bờ biển đá. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.